Đây là bài tập tập tạ để giúp cho cơ thể mình rắn chắc, thon gọn, đẹp hơn. Có nhiều bài tập rất là hay nhưng mà mình chưa thực hiện được. Hôm nay lần đầu tiên làm lại video clip nhiều năm tháng rồi bỏ qua không làm. Bây giờ làm lại video clip này để giúp cho sức khỏe chính bản thân mình, và cách tập để giảm cân rồi để giảm béo và tạo cho sức khỏe của mình khỏe mạnh hơn, để có trong cuộc sống chúng ta có thể giúp cho cuộc sống mình thoải mái, yêu đời hơn trong cuộc sống. Đây những cái bài tập, những cái cơ bản về cái tay rồi vai, để tay và vai của mình cho nó khỏe mạnh, rắn chắc, chắc chắn hơn. Hy vọng rằng sau video clip này mình sẽ làm nhiều cái video clip có thể gọi là hay hơn.
Rồi, chào mọi người đã xem video clip của tôi nhé. Lần đầu tiên làm tập thể dục, tuy rằng cũng đã từng làm nhiều nhưng mà lần này là làm tập làm cho nó có bài bản hơn, tuy rằng vẫn rất là nhiều thiếu sót khi mà làm video clip. Xin quý vị xem và ủng hộ cái kênh của mình. Mong rằng lần sau mình sẽ làm video clip tốt hơn, hay hơn, dài hơn, bổ ích hơn và giúp cho cộng đồng mọi người tìm hiểu và tiếp thu và áp dụng hơn, nhiều hơn trong cuộc sống. Mình làm để mục đích để giải trí vui, và cũng là cái video clip để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn. Thôi, video clip xin dừng lại tại đây. Xin cảm ơn mọi người ủng hộ xem kênh. Chúc mọi người luôn luôn sức khỏe, gặt hái được thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn nhé.